kinh văn hoặc kế thân diệt hoặc dục tận diệt hoặc khổ tận diệt hoặc cực lạc diệt hoặc cực xả diệt việt dịch hoặc chấp hết thân này là diệt hoặc chấp hết ngũ dục là diệt hoặc chấp hết khổ là diệt hoặc chấp tột vui là diệt hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt giảng hoặc chấp hết thân này là diệt, hành giả quán xét thấy rằng là chúng sinh có thân xác ở khắp mọi nơi, thân xác ấy cuối cùng sẽ hủy hoại, những nơi này là bốn châu lớn trong thiên hạ. Nam Diêm Phù Đà, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu và ngay cả nơi cõi trời lục dục hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc phỏng đoán khi tham muốn ngũ dục đã hết, khi vượt qua đường dục giới ở cõi trời sơ thiền, còn gọi là ly sinh hỷ lạc địa, đó là đoạn diệt. Ở cõi trời sơ thiền, quý vị thoát khỏi sự cấu nhiễm của chúng sinh và hưởng được nhiều niềm vui, hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp sau khi khổ chấm dứt trong cõi trời thứ hai gọi là định sanh hỷ lạc địa, đó là đoạn diệt. Đến đây thấy vui vì đã đạt được định lực hoặc chấp tột vui là diệt hoặc chấp niềm vui khi đạt đến tột đỉnh đó là đoạn diệt hành giả cho rằng trạng thái cực lạc ở cõi trời thứ ba đi hỉ diệu lạc địa cũng sẽ chấm dứt vì khi đã trải qua được niềm vui tột cùng vi diệu hành giả ước đoán rằng cõi thiền thứ ba cũng sẽ đoạn diệt hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt hoặc chấp sự xả bỏ khi đến cực điểm là đoạn diệt hành giả phỏng đoán cõi trời thiền thứ tư xả niệm thanh tịnh địa cũng sẽ đoạn diệt anh ta suy đoán cõi trời tứ không nơi không còn chướng ngại của xác chất cũng sẽ đoạn diệt thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trong nhấp nháy mắt mùa hạ đã trôi qua rồi ở trung hoa khổng tử ví cuộc đời như dòng nước trôi qua không ngừng nghỉ thời gian trôi qua không bao giờ trở lại có câu ngạn ngữ nhất thốn quang âm nhất thốn kim thốn kim nan mại thốn quang âm nghĩa là một khoảnh khắc thời gian đáng giá cả lượng vàng nhưng lượng vàng khó mua nổi một khoảnh khắc thời gian một khoảnh khắc thời gian giá trị bằng cả lượng vàng nếu quý vị mất vàng quý vị có thể sắm lại được nhưng một khi thời gian mất đi thì chẳng có cách nào lấy lại được do vậy thời gian còn quý hơn cả vàng nên trong đạo phật nói rằng một khoảnh khắc thời gian cũng như một cõi đời người khi thời gian rút ngắn lại đời sống con người lại càng ngắn hơn chúng ta phải nên quý trọng thời gian đừng để nó tùy tiện trôi qua trong sự vô ích Suốt mùa hạ này chúng ta đã bắt đầu thời khóa tụng kinh, ngồi thiền vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối, mọi người đã đem hết tâm lực để dụng công tu tập. Tôi tin rằng thời gian này chắc hẳn là quý hơn vàng, giá trị hơn kim cương. Nay mọi người hãy cùng nhau hết lòng lắng nghe, thấm nhuần những điều đã được học, phát tâm tu tập. Đây là khoảnh khắc thời gian quý giá nhất trong đời. Thật đáng tiếc khi thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, cho dù thời khắc gần như đã đi qua phật pháp mà chúng ta vừa học được cũng như hạt giống kim cương trong tâm thức ta gieo vào mảnh đất là thức thứ tám ai lại ra thức trong tương lai chắc chắn sẽ sinh ra quả kim cương bất hoại đó cũng là phật quả nghĩa là chúng ta sẽ được thành phật